mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi. Cùng nghe và thấm với những câu nói này nhé. Kỷ niệm vốn không phải vì bản thân nó xấu hay đẹp, mà vì nó chẳng thể nào diễn ra thêm lần nữa trong đời. Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, chỉ là không nghĩ lại xảy ra với mình. Có những thứ không có lần sau, không có cơ hội để bắt đầu lại. Đừng cố gắng theo đuổi thứ không thuộc về mình. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, vừa làm khó người khác, vừa lỡ dở mình, hà tất phải như thế chứ. Gặp người bạn thích, nhất định phải tỏ tình ngay, đừng ngại vì bạn xấu, nhờ đâu người ta bị mù thì sao. Nếu say, hãy chọn nơi bình yên để uống, nếu yêu, hãy chọn người đáng để mình say. Đời không phải lúc nào cũng đẹp như tranh, nên người không nhất thiết lúc nào cũng như trong ảnh. Nếu không được tôn trọng, hãy im lặng và rời đi. Đừng để bản thân phải mất thời gian cho người không đáng. Đừng lãng phí một ngày đẹp trời chỉ để quan tâm lời thiên hạ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi. Nếu thấy hay mọi người hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé.